Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin kèm video một bà lão được cho là người vô gia cư giả, chuyên đi nhặt ve chai và giả khổ để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm. Nhưng thực tế, bà lão này có nhà biệt thự cổ trị giá hàng chục tỷ đồng ở trên phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Dù ở trong biệt thự nhưng chỗ ngủ của bà lão lại ở khu vực nhà vệ sinh bốc mùi và ẩm thấp. Lý do mà bà đưa ra khiến nhiều người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bà lão ăn xin tiết lộ lý do chất rác đầy biệt thự để ra nhà vệ sinh ngủ. Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, đang sống tại ngôi nhà biệt thự Pháp Cổ ở địa chỉ số 63A, phố Tô Hiến Thành. Hiện ngôi nhà này có 3 hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2, tầng 3 là của gia đình khác. Từ ngoài nhìn vào ngôi nhà luôn trong trạng thái im lìm, xung quanh ngôi nhà túi ni lông thùng xốp bìa cắt tông nằm ngổn ngang nhìn qua khe cửa sổ vào bên trong cũng chỉ thấy toàn là rác một người hàng xóm của bà phượng cho biết bà sống bằng nghề nhặt ve chai và xin đồ từ thiện đồ từ thiện thì bà sử dụng hoặc mang bán thế nhưng rất kỳ lạ các đồ đồng nát bà cứ mang về chất đống trong nhà còn người thì xuống nhà vệ sinh ngủ người hàng xóm này tiết lộ có lần bà ấy được nhiều đồ từ thiện quá chúng tôi còn thấy bà mang ra cổng trường bán cho các cháu học sinh cũng theo người này bà Phượng bao năm nay không nấu ăn có một bộ quần áo mà thấy bà cứ mặc từ năm này qua năm khác trời mùa đông nhưng chỉ tắm nước lạnh hàng xóm mang nước nóng sang bà không dùng người phụ nữ sống gần nhà bà Phượng cho hay ai cho bà đồ ăn bà cũng để ôi thiêu mới ăn nhiều lần tôi đã phải sao khuyên bảo bà đừng ăn đồ ôi thiêu nữa nhưng bà không chịu nhìn mà thường phát khóc Chia sẻ của hàng xóm đã khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc trước cách sống có phần hơi kỳ quặc của bà lão. Chuyện bà tắm nước lạnh có thể lý giải do bà đã quen hoặc do điều kiện sống không đủ tốt. Thế nhưng tại sao đồ ăn phải chờ tới ôi thiêu mới ăn? Khoảng 17 giờ, bà Phượng đạp xe đạp về nhà, trước và sau xe chất đầy hộp giấy và túi ni lông. Bà Phượng cho hay phải tranh thủ đi nhặt không nhân viên môi trường họ dọn mất. Thời tiết Hà Nội những ngày qua đang rét đậm, nhưng bà Phượng chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng cũ kỹ đã bỏng chóc. Thế nhưng người phụ nữ cho rằng vẫn ấm. Vừa nói bà Phượng vừa chỉ vào từng món đồ trên người. Áo này, quần này, khăn len này, giày này, tôi đều được người ta cho đấy. Về những thông tin bà được người ta cho đồ ăn, nhưng không ăn ngay mà đợi ôi thiêu rồi mới ăn. Bà Phượng thừa nhận nhiều lần ăn đồ ôi thiêu, lúc họ cho đồ ăn tôi đang no nên để dành cho bữa sau lý giải về việc tại sao có nhà không ở mà lại ngủ trong nhà vệ sinh bà phượng cho rằng trong nhà có nhiều đồ đồng nát để ở ngoài thì không được vì họ sẽ dọn dẹp đi mất mấy ngày tới bà sẽ dọn dẹp và đem bán sau đó sẽ vào nhà ở Bà Phượng phân trần, cán bộ phường từng xuống đây vận động tôi dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà đi, phường sẽ sửa sang lại nhà cho tôi, tôi lát gạch đỏ ngày xưa, cán bộ bảo tôi ra cửa hàng gạch, thích loại nào thì phường sẽ mua cho loại đó lát cho tôi. Họ còn bảo tôi thích tivi tủ lạnh hay muốn cái gì phường cũng sắm cho tôi hết, mình lao động làm ra cái gì thì sử dụng nó mới tự hào, chứ còn ai sắm cho mình thì dùng như thế không vinh quang. Ông bà bố mẹ tôi từng dạy thế, xin lỗi cán bộ tôi không nhận lời được, nhà tôi như thế nào cứ để thế cho tôi, bao giờ tôi có tiền tôi tự. Thông tin trên được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành xác nhận là đúng. Chính quyền phường từng đề nghị sửa nhà mua sắm đồ đạc cho bà Phượng để bà dọn vào nhà ở, nhưng bà Phượng không được. Trước đó, bà Phượng từng thừa nhận căn nhà được mẹ để lại, sống một mình, không có chồng con, anh em đều đã mất. Bà liên tục cho hay có hoàn cảnh khó khăn nên phải lang thang sống khắp đường phố Hà Nội và nhận đồ từ thiện. Xác minh câu chuyện bà lão đi ăn xin đêm ở biệt thự Trước đó, bà Phượng từng thừa nhận căn nhà được mẹ để lại, sống một mình không có chồng con, anh em đều đã mất. Bà liên tục cho hay có hoàn cảnh khó khăn nên phải lang thang sống khắp đường phố Hà Nội và nhận đồ từ thiện. Trong phóng sự tái diễn người vô gia cư giả, bà Phượng vô tình được trở thành nhân vật chính, nhận được sự quan tâm của mọi người trong suốt những ngày qua. Trước sự việc này, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cho rằng bà cụ ở trong ngôi nhà có giá hàng chục tỷ như vậy mà vẫn đi xin ăn. Nhiều người giúp đỡ bà chắc gì đã nhiều tiền như bà. Tuy nhiên lại có luồng ý kiến cho rằng bà chỉ ở nhờ hành lang căn biệt thự, khổ cực, hàng ngày phải đi nhặt ve chai sống qua ngày. Bà Phượng cho hay đêm đó đi nhặt ve chai trên phố, được một vài người dân phát đồ từ thiện. Những món đồ trên xe đều là ve chai hoặc rác thải. Người phụ nữ với gương mặt khắc khổ phân trần, tôi nhặt và thu gom ve chai bất kể ngày đêm rồi mang về nhà, cho bán lấy số tiền sống qua ngày. Chị Lê Giang, một trong hai hộ gia đình sống tại biệt thự, nói nhiều năm qua sống khổ sở vì mùi rác từ nhà bà Phượng. Chị cho hay bà cụ đã sử dụng sân và nhà vệ sinh chung để tập kết rác thải chất đống. Những ngày mưa ẩm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bà ăn ngủ và đi vệ sinh tại chỗ, khiến môi trường sống của các hộ dân bị ảnh hưởng. Chị Giang cho hay, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và kêu cứu. Phường, tổ dân phố và nhân viên vệ sinh môi trường sau đó đã đến nhắc nhở tổ chức dọn dẹp giúp bà. Cách đây vài tuần, phường Lê Đại Hành tiếp tục dọn dẹp rác tại nhà bà Phượng nhưng bị người phụ nữ phản đối. Hàng xóm từng đề xuất tài trợ 5 triệu đồng mỗi tháng để bà dừng thu gom rác chuyển vào nhà sống bà đồng ý và ký giấy nhận tiền nhưng hôm sau chuyện đâu lại vào đó và khiến cho hàng xóm xung quanh rất bất lực thế nhưng vì hoàn cảnh của bà nên cũng không ai nặng lời chị giang và hộ dân còn lại trong căn biệt thự bày tỏ mong muốn bà phượng không lấn chiếm không gian chung dừng việc thu gom rác thải trả lại môi trường sống trong lành cho mọi người Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành xác nhận, bà Phượng là người già đơn thân, có hộ khẩu thường trú tại căn nhà trên phố Tô Hiến Thành. Theo vị lãnh đạo, bà không phải người vô gia cư mà hiện sống tại tầng 1 của căn nhà, hoàn cảnh không khó khăn như video lan truyền trên mạng xã hội. Bà Phượng có hộ khẩu tại tầng 1 của căn nhà, hàng tháng nhận trợ cấp 400.000 đồng, bà khỏe mạnh và hoạt bát. Theo chính quyền địa phương, do chất đầy rác trong nhà, bà Phượng thường ngủ ngoài hiên. Cách một hai tuần, phường và tổ dân phố đều vận động đến dọn dẹp thu dọn rác giúp bà. Chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà lát sàn, mua giường chiếu, tivi, tủ quần áo để bà dọn vào ở, nhưng bà không đồng ý. Ủy ban nhân dân phường cùng các ban ngành đoàn thể thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho bà Phượng trong những ngày lễ Tết tháng hành động vì người nghèo, trợ cấp đột xuất, giao địa bàn dân cư, tổ dân phố số 2 quan tâm chăm lo đời sống của bà. Bà Phượng luôn có tên trong danh sách hỗ trợ, hàng xóm xung quanh cũng quan tâm nấu đồ ăn mang sang, nhưng bà không ăn, mỗi buổi trưa và tối bà lại ra đường xin đồ từ thiện. Tháng 4 năm 2020, bà Phượng xuất hiện trong một bài đăng về việc đi nhận gạo từ thiện, nói phải chạy ăn từng bữa trong mùa dịch COVID-19 ủy ban nhân dân phường lê đại hành sau đó lên tiếng đính chính cho biết thực tế bà phượng là một trong những trường hợp thường xuyên được chính quyền các tổ chức đoàn thể của phường lê đại hành tổ dân phố và hàng xóm quan tâm hỗ trợ kinh phí cùng nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống hàng ngày hiện nay có không ít trường hợp người lớn tuổi dù có gia đình con cháu nhưng họ sẵn sàng khoác lên mình bộ quần áo rách nát rồi ngồi vật vờ ở những ngã tư nơi các đoàn nhóm thiện nguyện hay ghé qua để nhận đồ ăn quần áo miễn phí tuy nhiên sau khi kết thúc một ngày làm việc vất vả họ lại trở về nhà và kết thúc vai diễn người vô gia cư những món đồ thu nhập được họ sử dụng hoặc bán lại cho các hàng quán nước thực trạng này không còn quá xa lạ và đáng buồn hơn là ngày càng trở nên phổ biến dù được tuyên truyền và nhiều lần bị lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng những người vô gia cư giả vẫn tiếp tục hành nghề trên các tuyến phố giúp đỡ người vô gia cư đây là một hành động tốt tuy nhiên nếu không cảnh giác rất có thể lòng tốt sẽ bị những người xấu lợi dụng đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại